Sáng ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã an toàn khu của huyện Tam Bình. Đến tham dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long. Quyết định công nhận 5 xã thuộc huyện Tam Bình là xã an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm Ngãi Tứ, Hậu Lộc, Tường Lộc, Sông Phú, Bình Ninh. Để được công nhận là xã an toàn khu, phải đạt 3 trên 5 tiêu chí dựa theo quyết định số 897 ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại lễ công bố, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc được công nhận xã an toàn khu không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của chính quyền, nhân dân 5 xã trên địa bàn huyện Tam Bình nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung, mà còn thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm của đảng và nhà nước đối với vùng căn cứ cách mạng, ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của quân và dân nơi đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các xã an toàn khu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chính quyền các cấp tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân các xã an toàn khu. Quản lý, trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã an toàn khu.